Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình giá cả có một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị đang có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ở khu vực miền Tây hôm nay thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay thì cũng đang ổn định. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tình hình giá thanh long có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng. Tình hình giá thanh long hôm nay ở khu vực miền Tây thì thanh long ruột đỏ loại 1 đang có giá đồng từ 36.000 đến 38.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có giá đồng từ 23.000 đến 25.000 đồng ký, còn loại 3 thì đang đồng giá đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, còn hàng giạt thì đang đồng giá đồng từ 5.000 đến 6.000 đồng ký. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá tại vựa nha quý bà con. Cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng không có biến động gì nhiều. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang đóng giá đồng từ 4.000 đến 16.000, còn hàng sàn thì đang đóng giá đồng từ 12.000 đến 13.000 đồng ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì hàng đẹp đang có mức giá lần lượt là 12.1, 12, 13, còn sàn thì 9.000, 10.000, 11.000, còn hàng viết hiện nay thì đang đóng giá đồng từ 14.000, hàng giạt thì đang đóng giá đồng từ 4.000 đến 5.000. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá ổn định so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận gì thì giá thấp hơn khu vực miền Tây từ 3.000 đến 4.000. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có giá đồng từ 32.000 đến 34.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có giá đồng từ 27.000 đến 29.000 đồng ký. Còn loại 3 thì đang nằm ở giá đồng từ 22.000 đến 23.000 đồng ký. Hàng giạt thì đang nằm ở giá đồng từ 5.000 đến 6.000. Cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.